Hai. Thứ tư. Ngắn. Thả thùng dầu phụ. Thả thùng dầu phụ. Và B52. Để cho nó nhẹ máy bay đi. Thứ năm. Ngắm và bóp cò hai bên tên lửa. Đúng rồi, ngắm bóp cò hai quả tên lửa. Đồng thời đẩy trung tâm đấy, đẩy cho máy bay ta bay ngược trở lên, lộn ra phía sau để tránh mảnh vỡ của máy bay B52 để đảm bảo an toàn cho máy bay ta. Bạn này trả lời rất xuất sắc. Bạn sẽ tìm ra. Bạn lên 4 là 3. Trả lời rất xuất sắc.